Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung cô gái kín tiếng của MC Tạ Bích Loan, đặc biệt nhất là nguyên nhân ra đời cái tên. Tạ Bích Loan từng một thời là thần tượng của giới trẻ khi đứng sau thành công của nhiều chương trình trên VTV như Ở Nhà Chủ Nhật, Người Đương Thời, Đường Lên Đỉnh Olympia, nổi tiếng trên truyền hình là vậy. Nhưng nữ nhà báo kỳ cựu lại rất ít khi hé lộ những thông tin về cuộc sống riêng tư của mình. Đến nay, mọi người chỉ biết rằng Tạ Bích Loan có chồng và có hai người con, một trai một gái. Cô con gái đầu lòng của Tạ Bích Loan tên là Khuất Lina, sinh năm 1992. Lina không chỉ có tài năng mà còn sở hữu cá tính cương trực, được cho là di truyền từ mẹ. Theo lời kể của MC Tạ Bích Loan thì Lina sinh ra ở Liên bang Xô Viết cũ, khi chị đang là nghiên cứu sinh năm cuối. Vốn dĩ, vợ chồng chị định đặt tên con là Linh, nhưng vì mọi người cứ gọi trạch đi là Lina, nên khi làm giấy khai sinh, chị cứ để nguyên như vậy. Tạ Bích Loan coi đây là kỷ niệm đáng nhớ về xứ sở Bạch Dương. Ngay từ bé, Lina đã học rất giỏi và bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Mẹ Loan đã phát hiện ra Lina có niềm đam mê đặc biệt với sân khấu. Khi con diễn kịch bằng tiếng Pháp, khi đó Na đã hóa thân vào vai diễn người điên trong vở kịch nổi tiếng của Molière. Vì sở thích đó nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, Lina học đại học tại Paris, Pháp và trở thành đạo diễn điện ảnh. Mặc dù nghề nghiệp này không phải là mong muốn của Tạ Bích Loan, nhưng hai vợ chồng chị vẫn ủng hộ con. Sau khi du học từ Pháp, Lina trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Năm 2014, Lina trở thành người phụ trách ý tưởng chính, đạo diễn kiêm trưởng ban nội dung của Đi và Mở, một dự án kịch vì cộng đồng thu hút được sự chú ý đặc biệt từ phía công chúng và giới chuyên môn. Trên trang cá nhân, Lina cũng thường xuyên chia sẻ các hoạt động của mình. Cùng với đó, cô nàng thể hiện máu nghệ sĩ thông qua sở thích nhiếp ảnh. Lina dù đi đâu cũng thường mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp xung quanh. Ngoài tài năng thiên bẩm đó, Lina còn có cá tính thẳng thắn khi từng một lần viết thư phản ánh hành động xấu của người phụ xe buýt. Thêm nữa, Lina cũng rất năng động nhiệt tình. Cô nàng hoàn thành tốt mọi công việc và có mối quan hệ bạn bè rộng rãi, nhiệt tình. Tuy vậy, Na ít khi nhắc đến mẹ Tạ Bích Loan mà chỉ thường xuyên chia sẻ những thông tin về kênh VTV6, nơi mẹ làm lãnh đạo như một cách để thể hiện sự ngưỡng mộ mà thôi. Trong một lần chia sẻ với báo chí, Tạ Bích Loan chia sẻ, có lẽ tôi cũng chịu sự ảnh hưởng từ bố mẹ trong việc dạy dỗ, giáo dục các con, cũng đặt ra những mục tiêu cho các con phấn đấu, vươn lên. Tuy biết điều đó phần nào gây áp lực cho con, nhưng tôi nghĩ mỗi thời kỳ của con người nếu có mục tiêu tốt đẹp để hướng tới sẽ làm cho họ tăng thêm nghị lực, đặt mục tiêu cho các con, nhưng mình cũng phải tạo mọi điều kiện để các con có thể đạt được mục tiêu đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.